Anh ra đổi nhiều chưa? Cũng thỉnh thoảng. Như anh ở trên Đồng Mô mấy ngày nhỉ? 2 ngày. Tôi đi về thế nào vậy? Tôi không có gì đâu. Nhà tôi vừa mua một căn ở FLC Twin Tower. Này, nhà sang trên đất vàng đấy. Có gần chợ, trường học và bệnh viện không? Chuẩn luôn. FLC Twin Tower 265 Cầu Giấy. Sản phẩm của tập đoàn. Này kêu bằng cầu chui gì? Cầu Kim Liên. Không gọi là cầu chui là hầm. Hầm chui. Hầm. Sữa được các bà mẹ tin dùng và trẻ em yêu thích nhất.